Không chỉ là một cán bộ tâm huyết được người dân tin tưởng, quý mến, Thượng úy Lê Ngọc Thu, cán bộ công an xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, luôn hết mình vì công việc và là một trong những tấm gương sáng trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc thời gian qua. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu gắn bó với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, ngày 22 tháng 12 năm 2023, đồng chí Lê Ngọc Thu đã vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định tuyển dụng vào lực lượng công an chính quy và bố trí công tác tại địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với cấp bậc hàm Thượng úy. Với thâm niên 12 năm làm công an xã bán chuyên trách, Thượng úy Lê Ngọc Thu đã cùng tập thể công an xã Tân Mỹ bám sát địa bàn cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí Thu là người thực hiện trực tiếp tham mưu công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thì về trình độ, năng lực thì đồng chí này đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh đó, về tinh thần trách nhiệm thì đồng chí này nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt cái công tác chuyên môn và thể hiện tới tinh thần trách nhiệm rất là cao, đặc biệt là trong cái công tác mà hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký trên các dịch vụ công, các loại thủ tục hành chính. Xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên hiện có 7 ấp với hơn 9.000 nhân khẩu. Để làm tốt công tác nắm địa bàn, nắm người, nắm hộ, hàng tuần được sự phân công của chỉ huy công an xã, Thượng úy Lê Ngọc Thu đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết công tác đăng ký nhân hộ khẩu, quản lý cư trú, đồng thời đã dành nhiều thời gian để xuống cơ sở, tranh thủ sự giúp đỡ ủng hộ của người dân để nắm bắt tình hình trong nhân dân. Đối với trường hợp chỗ cháu Thu là một nữ, nhưng mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thấy là thứ nhất là có cái tinh thần là cầu tiến. Cái thứ hai trong cái tiếp xúc với lại quần chúng nhân dân là có cái nồng độ là thật thà, rồi hướng dẫn những người dân là làm những cái thủ tục liên quan, chẳng hạn như là thời gian trước là gọi là lưu trú, tạm vắng là hướng dẫn cụ thể. Cái thứ hai sau khi mà đã thực hiện cái bước là định danh, bước 1, bước 2 đều đối với cháu Thu là có cái hướng dẫn người ta cụ thể trong quá trình ghi chép, rồi đến trực tiếp nhà người dân là để kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân, là trong cái thực hiện vụ thấy là cho Thu rất là tốt. Trong cái trình mà giải quyết thì hướng dẫn tận tâm, hướng dẫn cho công dân nhiệt tình, rồi niềm nở đón tiếp khi dân tới. Hồ sơ mà người dân không có rành thì cũng như là mình cầm tay chỉ việc là hướng dẫn người ta là thực hiện cho đúng cái quy trình trong cái công tác về quản lý hành chính. Trong công tác thu nhận dữ liệu cấp thẻ căn cước, định danh điện tử, đồng chí Thu thường xuyên gõ cửa từng nhà để vận động tuyên truyền để hỗ trợ cán bộ thu nhận dữ liệu của công an huyện Bắc Tân Uyên. Với nỗ lực đó, năm 2023, công an xã Tân Mỹ đã hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu được cấp trên giao, góp phần cùng công an huyện Bắc Tân Uyên là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% người dân thường trú và tạm trú. Qua 13 năm công tác, dù là một công an viên bán chuyên trách hay là một công an xã ăn chính quy, thì bản thân lúc nào cũng tận tụy trong công việc. Với tinh thần là yêu ngành, yêu nghề, lúc nào cũng giữ nhiệt huyết trong công yêu việc trong bản thân tôi. Với những nỗ lực của bản thân, Thượng úy Lê Ngọc Thu đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen của các cấp chính quyền địa phương. Riêng năm 2023, đồng chí Thu còn là một trong số 63 nữ công an cơ sở xuất sắc được Bộ Công an biểu dương khen thưởng.